sống và có mặt hàng mì flash nhiều. Mình thấy con tập trên tập thái bàn để dạy thái nên để sạch khám ai mình đã tập bàn chùi sang cửa bàn tập bị tập bàn bật tay khơi ảnh đại nơi khăn xa mọt cho mình nâng sắp để vật chậm luôn bày nẹ bàn tròn chóp nâng xài búa bàn tập bị tu cổ bọc bụ kế bàn lịch nơi phía kháng tập bóng bật tay thái ông lông bê chú ca bị trông sạp đạm mùn. Mình thấy đá đáy để dạy thái nên để sạch để kê sạch cho mua chia xí xói nơi khăn ông tích dạng hỏi nà mùi thang ngay mùn bê tục để sạch xài tiết bàn chùi sang cửa bị chân xa mọt để khách xong khá mùn bê tê quát từ ca thái tóm ở bọc con tập trên tập tục là bát ở bọc con tập trên tập thấy TOO bằng bộ đồ cao sử dụng bàn nòm dục lục xoay nâng sắp từ căn mùa lật hàn tốt chứng tức xong khóa cao bị lý nghĩa thay ngay bụt. Lớp rác này tôi nạt hàn ấy nằm nát bàn ở đằng đài thái tu của bọn nẹ đề sát để bàn chùi bụ kế bàn bạp thái bụ kế bàn khơi nẹ đài nơi rù riêng miên chỉ vật đại bàn chong bà rõ đã sắp tặng bài nẹ nâng luôn ánh chờ môi nâng xài búa đã bày cả phía bộ kế bị các chặt chài. Còn bàn ẩn đại bà hai chìa xam sập máu môn bê tục nơi sát bàn chút bộ kế. Dông tam môn trái ba này đang đặt thá tục ở bà bộ kế miền chung một thá sắp xuân nắn bàn lịch nơi trong ngày bà màn chìa xam sập máy bị krong xông khả. Lúc xói ba này dạy đặt thả, nếu vật chân triệt thay bị nẹ nâng đi vật khả mai mẹ bàn xa lắp khả nạ mẹ nẹ tiết bạc khả luôn. Các đồng bằng trái ba này dạy đặt thả, tụ nơi xa rồi bảo phụ kế bàn trả chanh bị khai bạc tà ní, nơi đồng bằng phía kháng thập bông nơi bà tế thái, ca bị đàm khai thân nú. Về chuốc nâng tất rồi lột xa mọt thống nơi thang ngày ở tất tiên đọc rồi bày khai thân nú. Đã chỉ thang ngày tại mũi, đài này viên trong bàn thái ATMS bàn lịch nơi khả nông chúng xa mọt thầy. Đại lại tu bà phết mong kêu mùi cửương rộp bò xa hạ cung trọc bèn sang cái bàn lịch nơi khăn nông xa mọt nơi bê cầm phong trọc lọc một bì ca nê sát vĩnh bàn đào ở bát khá lút nê sát mà nê tay sang cục bát buồn nê. Hạt ca nê đá cát lăng nơi giúp ngay thì mập phê bà mùi thân ưu cho nam bì bòn mập phê bí nơi trong lạch kháng thập bông có tuần sai nơi khăn nông khách cầm phốt. Lục xo xa rấn nghi khăn rộp bà chô lập hò khách cầm phốt bà nê đăng thá mộc đò prắc ngay thì mập phê bà mùi khai thân ưu ní cầm lăng con tốp chương tức nâng nơi cổ bà cáp bì bà đàn tức khách kép nâng bà chê nê sát bàn rộp khánh túc nâng xong cổ bà rộp buôn nè nôm mộc đầy cục vĩnh tay nơi bạc khốn bà rộp mà nè đài quát mình chắc hài tật. Lúc ảnh ảnh thá mùi lại đại ca lịch ní bàn đài mộc bì tốc lơ chùm nọ bố dục nú bố quát nê sát bàn trái tràn nè nê sát tèng bàm nè đài bàn chúp hẹt ca ní rô nơi khôn trọc bàn bình sọc tạch chú khách cầm bột. Môn trái tự là ca khai đồ đo miền cháy bàn bà chạy thái, bà xin bà phía kì bà chạy trả tờ chú mô bọc xa vến, phết bà rô ảnh dụ xàm sự mùi chân ám mình sọc chất, ai bọc đạp bị bật đăng nơi tự là ca khai đâm bày dốt trả tờ mùi cửa nít tự vệnh bàn. Lục bánh mệnh quán, bà rịa nhà rôn ôm xà là nằm bồn khai bàn ảnh đăng thái, ca đọ hốt trả tờ mùi cửa bị cả xa gò bà nét, nơi không trọng cá, sọc trọng cá, ca bị xa bà đàm môn, nơi khăn ông xâm nồm rương rọt bà về ní, hào dốt một rạch xa tốt nơi xà là nằm bồn khai nút, chỉ ca phôn trở lòng, bà ta bị bật đăng rồi bà chân rôn cửa, cứ bật đăng cô bấm nói chúng một thập bọc thấy phết pro ở dụ xàm sập một chân nắm mình men chúng một bọc sập vén đã tới chỉ bong bọn bằng cát nửa tỷ lục bọc sập vén chỉ mà chặt trả tờ một cường nít ba này đằng thế nơi pe đại lục pe mình quán bà rịa nhà rốn rum tăng mình trầy bẹ bón cho anh vợ đầy cá để xa cà pi à cho là nạ vật thốt hai đọ hột trả tờ một cường bỏ kiểu đại lục bàn tính trong đầm lầy mười mến bằng pi bón đô la miền lịch khách nam luôn tính trầm trầy nút lục mình bán tờ tẹt tỷ. Một trái sáng cao rõ tạo bá cho lập hóa sọc sạch cảnh đá xa hạ ca cho mùi nâng cọng ca nghĩa vì chế xa xa rai chiếu cho lập hóa tạc sáp cho thơ vơ ca bẹ xa lạ xa nhà xa mô rõ bó chùm niên cho lập hóa lơ trái riêng. Đại nẹ này xa chạp bán đập bày đăng pi đập nào vì bó rõ bó trái riêng hào chùm bố trái riêng đại nẹ này xa chạp bán nút trơ bỏ lên cho tân lê vinh phọc đài. Cô bình chạy thái nẹ này xa bán bà ô bó co đề xa chạp bán trái riêng tùm ngôn xa 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 tầm mẹ sọc sách cận đá khách cận đá. Dương tam rồi bài ca rồi bọc rồi xuống đại đấy nơi cô rút nơi dịch cầm nâng xâm nón nơi khăn ông bị thịt bảo sân địch bạc bộ xa rộng lần tập hỏa càng nghiệp rồi chạm chân năm nơi bật ngay tìm một phẩy bẩm phí thân nít bạc bằng hành thái tên là nơi xâm nón nơi tụi tiền bật tê xâm rạp chân năm bị bọn một phẩy bình ní miên chậm nụn bày bọn bẩm bày rồi một phẩy bẩm phí cùng rốn đâm lái bán xâm an tôn video bẩm an chiến bí bọn bẩm mùi rồi xám sập bùn liền đồ lá bà priếp thiếp nâng rồi dạp bệ đổi khí nơi khăn ông chân năm bí bọn một phẩy mùi miên chậm nụn bày bọn bẩm bùn rồi một phẩy bẩm cùng rốn đâm lái bán xâm an tôn video bẩm an chiến bẩm bọn bí rồi đập liên đồ lá thôi cho sai sập bẩm bốn cả đoàn nhà sai sập bí phía rồi rồi bài ca rồi bà cổ xuống của bạn bằng hành đã thế tên ở đây xâm nón tam bộ phết ạ kia đòi kết chạp bì cho nam bì bốn đọc hai vị trí cá cho nam bì bốn mà phải bì ní cứ miên cùng rộng ạ kia cực bố chạp bì bàm tròn làng tứ
tu tiếng bà tê cư miên trầm nôn bì bóng pram rôi xám sập buôn ạ kia, nơi rì thân nịp nông bênh trầm nôn mùi bóng pram mùi rôi chất sập pram ạ kia, bà xe hà nụ trầm nôn pram mùi rôi bát sập pram ạ kia, khát bàn tê miên cháy trầm nôn mùi rôi xám sập mùi ạ kia, nâng khát xem xe trầm nôn xa sập bầy ạ kia, nơi khăn nụ ạ kia kipu kipu chạp bì pram chôn tờ pram buôn chôn miên trầm nôn mùi bóng buôn rôi mập hay bầy ạ kia, ạ kia chạp bì đọc chôn tờ đọc pram buôn chôn miên trầm nôn pram mùi rôi hà sập pram ạ kia, ạ kia chạp bì mập hay chôn tờ mập hay pram buôn chôn miên trầm nôn pi rôi xám sập bầy ạ kia, ạ kia chạp bì xám sập chôn tờ xám sập pram buôn chôn miên trầm nôn mùi rôi mập hay pram buôn ạ kia, nâng ạ kia chạp bì xám sập chôn làng tờ kia miên trầm nôn hà sập ạ kia. រដ្ឋាភិបាលកំពុងកត់គូនិងសិក្សាផ្តល់បានសមត្ថៈឬក៏បានបោះសសដល់ក្រុមអ្នកបម្រើសេវាផ្លូវភេទដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេបានមកធ្វើតេស្តរោគមេរោគអេដស៍ឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតហើយឧត្តមទស្សនមន្ត្រីអៀងម៉ូលីប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសពិនិត្យពីលទ្ធភាពសិក្សាទៅលើគម្រោងផ្តល់បានសមត្ថៈឬបានបោះសសដល់ក្រុមប្រជាជនគន្លឹះដូ
ដែលមានអត្រាចំនួនប្រមាណ ជំងឺអេតចំនួន7បើ4ប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងនោះមានអ្នកទទួលការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេតចំនួន6000ពីពាន់800សែនសិបប្របីអ្នកនិងមានអ្នកឆ្លងមេរោគអេតថ្មីប្រមាណ1000មួយរយអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអេតប្រមាណ1000មួយរយអ្នកនៅក្នុងមួយឆ្នាំតាមការសិក្សាក៏បានឲ្យឃើញដែរថានៅក្នុងចំណោមយុវជនអាយុចាប់ពី15ទៅ23ឆ្នាំមានអត្រាឆ្លងអេតថ្មីប្រមាណ46%ហើយការយល់ដឹងអំពីមេរោគអេតនិងជំងឺអ